Chào quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn một ngày mới vui vẻ, tươi trẻ, hồn nhiên yêu đời. Hôm nay 13 tháng 11 năm 2024, tại ngõ 275 Đông Khê Ngô Quyền, Hải Phòng, quy trình lắp đường ống nước sạch cho nhân dân và đường nước cứu hỏa. Cách đây một tháng, công ty môi trường đô thị có thực hiện nhiệm vụ đào ngõ 275 lên để đặt đường ống nước sạch và nước cứu hỏa tại khu vực Đông Khê. Sau khi đào xong và đặt đường ống nước xong, điều chỉnh tất cả các nút, các ngách để đi vào các hộ dân. Sau khi hoàn thành xong công việc lắp ống nước thì toàn bộ khu vực đã đào lên và lấp lại. Sau khi đắp lại một thời gian, đến bây giờ thì tiếp tục lại đào cái chỗ ống nước đó lên để chuẩn bị rải đá và nhựa vào khu vực đó để tạo điều kiện cho mặt ngõ đều, phẳng, sạch sẽ như bình thường. Bởi vì con ngõ này trước kia là rải nhựa 100%, rải đá nhựa rất sạch sẽ. Đến bây giờ thì công ty môi trường đô thị tiếp tục, công ty cấp nước tiếp tục rải nhựa lên và đá lên để cho nó sạch sẽ, lấy lối cho bà con đi lại cho nó đảm. Không yêu đuối thật sự chờ che, không hoa mỹ nói lời dịu êm, chỉ có trái tim nồng nàn yêu không còn ngại. Em không e ấp dịu dàng làm duyên, chẳng đúng điều mà rất chân thành, bởi vì em là con gái Hải Phòng. Bản lĩnh đâu kém em đi, con gái Hải Phòng mạnh mẽ, không nói lời lòng vòng, con gái Hải Phòng xinh đẹp, thầm thắm và đáng yêu. Con gái Hải Phòng, con cháu tương bà, mang niềm kiêu hãnh rạng ngời. Chẳng đúng điều mà rất chân thành.
Chiều hè, chiều hoàng hôn em đẹp.